đó, phải lông bê mọi người nó cho hai lúa nó mua lò. Ok, phải lông bê mọi người hai lúa nó mua bây giờ. Ok nó bây giờ mua về nhà bên chả nó đi mà ít để tao tốt cho đi để cho ở bên này tao cho mà bây giờ sắm thằng gì đấy rồi cái đó nó chỉ là bao giờ là chỉ nó bây ta tỏ là mua ra mua về nó chỉ tao ta tỏ cho đông đủ là lo gì là nè thì nó vào tao sẽ họ bấm mua subscribe cho một cái bây giờ video đấy rồi bây ta tỏ là cho nó tao lu hạt chi tao đi nó này thì bây cứ giờ mua ở bên này nó lu ở bên này một bao vào chả mua về nữa nè cái hậu muốn đi tết cho nó nè ấy cho nên là một bao giờ cho nó ít nhá cho bây ở bên này nó nhỏ ít cho đi từ bao ít cho cũng được tao một tủ bao đấy vậy, quá trình làm nhau thật đấy ạ. Nếu cho họ phải, ở trên tủ phải cứ sát tỏ non rồi thật đấy nè. Cho nên làm cái tủ chim đấy ạ. À, cứ luôn bên đi thấy ạ, giờ sẽ cũng chắc. Thì khi để mọi người nói chuyện cứ luôn bên đi liên hồi nó nè. Thì cái nó sẽ cái đi thay tàu lâu chi hơn là, nó bây giờ một thay những trả nó tàu tỏ đưa ra lắm không. Thì đi chờ lòng bác sẽ tổ chức thế nhé, thế bây giờ tôi chờ, tôi chỉ cho nó nên cũng comment tốt thì đẹp nó, còn nó yêu cầu lên nó tin trong nó. Chị xe tiền này bác sẽ xe biết để mọi vị sẽ xe tỏ tên nó nè. Ok, nhớ xong bố bố ạ, có mối chị hay kia ạ. À, nhớ xong ạ, tại xin nói chị biết đã tỏ lỗ cho mọi vị nó nhỏ. Thế ạ, cô ở xe tỏ lỗ xe nó, thì ạ, tỏ nên bác lỗ tịp tàn, nên cho mọi vị tàn hút ra nên xe nó nhỏ. Bây giờ mọi vị nó cứ hơi rạo à, tu xe thì mối xe sắp lỡ lên nó, như thế nên xe lỡ đây là sự nhẹ nó. Chị xe hay tiền này ở ba ở chậu bê mua là giá tỏ tên. Ok, nhớ xong tu ít tu nó ít tiếp bé này hay này ạ, tu này hay nông sợi. Nông sợi nhớ xong có ai nấy năm có tu khen mình gì cho ai cho fan fan lời nhớ hỏi ai YouTube mà thế ạ. Nhớ xong là mình nông đây hoa ăn dài ạ, sống nông khá. Cô tôn trước là thay ra mỏ gì nó thế nào. Chỉ thấy rõ ràng nó cũng chỉ cho tài nó cho hậu thì chỉ nên sai của tổ phong tài nó chỉ nên báo tiền của do thu cảm cảm ra nặng nó nặng nó nghĩ ra và một cái sĩ lưu một cái tu sĩ người sĩ khánh nhẹ của đời chú nhẹ sĩ là chỉ do hai tiền khu à chỗ nông trang này à nghĩ ra nặng và lò rẻ thì tu sĩ thì mó sĩ cho lúc cô mua là muốn cho cho lúc xuống luôn nhau kê cho hậu thì chỉ cú mà cú yên cả cặp đâu mà giờ thì ôi chị tao lôi chị để thốt lão thế đó cho thốt của à nếu mà đi nó sợ nên mà đi báo một chợ thế sang ra bây giờ là ngày xóa lưng sập tủ lấy giờ để bây giờ phải xóa lưng sập tủ thế à một chợ mong đi tới sinh nhật thế nà ok tụi nó chỉ là cú dễ thu mua xe đèn nên tiếng mua chơi tới sinh nhật tao phải ôm một cô chỉ mua giờ tụi giờ là một sáng ngày nắng êng cái này tụi nó này ạ đấy chứ mà chuẩn chỉ tao có thể này ô li chờ li chờ đấy chứ mà nhớ trong ra từ nón xanh là cho đủ này ạ có bán đến năm có từ thêm cho fan fan là nhớ không nói thế ạ bây giờ thì nó bán như thế rồi cho không sợ để nó ạ và bây giờ thì dùng xe thì tao tự tổng ra cái máy này là một hiểu ok cũng mấy cái tiêu thì giá của nó này đấy chứ mà hầu ra một vị là chỉ cũng bê hồ tiền nút xua nữa
不需要说，那这毛病那些，不用我来怎么去带路，这因为我爹他喜欢。啊，到的太少啊！到广州的那我就没去啊，只啊没去大陆那些地方，有我只到江某的家去那样去，对啊对啊，交通就是那些在西北，对我只啊那哈巴啊，天天天那样，那个对他住呢。哎，都那样啊，样在某边那岛了，但是嘛呢，那么我到单也在大陆在那了呀，在找来找某边诶，老街大陆走路的那样。原来那种先人到呢，种先到呢，是的，就那就只了，就碰见一撮人撮多呢，就招呗，忙的呆了，找你弄弄那样，就弄弄呗，有老比呗，冷毛病呢就呗要找温度住么着呢，到薄天了以后就到晒天，就那薄了了呢，好把就找了要把地单呗，冷毛病那么呢，我找人到呢。别毛病哦，我啥 OK， 老姐 OK， 那个，我们就先聊了。来喽！菜了，你来，来，叫他进家好吃。